còn cậu nữa. Tôi nói cậu biết bao nhiêu lần rồi. À, cậu muốn biết phải không? Dạ. Tôi sắp xếp cho nó một nơi một chốn để lấy chồng. Một nơi đó nó cho nó yên bề gia thất. Mẹ cô ra bây giờ. Ôi ơi, ôi nhỏ nhỏ thôi, mẹ cô ra bây giờ. Ý là sao nãy cô lén mẹ ra đây đó, nhỏ nhỏ thôi. Ý là sao nữa, sao tí? Sao gì mà sao? Ý là giờ vào thống nhất với mẹ sao rồi? Giờ có thống nhất gì hết. Lấy nào đây nói chuyện với mẹ tí nè. Tao biết. Trời ơi, cô biết mày sốc nhưng mà nói chung á là vậy, cô cũng biết là cái tính em nó hơi quậy đó, nhưng mà không quậy thôi, bình thường hay quậy nhưng mà được cái là ngu lắm. Mặt biết rồi, nói chung là cái này cũng là một trong những lời cuối cùng cô muốn nói á. Sau này có học đàn ai thì bớt có mà chọc ghẹo lại. Nói thiệt là tôi dễ tính như lắm, tôi dễ tính kinh khủng, tôi mới không có mắc lỗi mấy người ha. Như cái lần bữa hổm là ở đây là người ta cực kỳ dị ứng luôn, người ta không có đồng ý với những cái cách giỡn đó. Nên là sau này mà có học cô nào nữa thì cũng phải rút kinh nghiệm ra ha. Chứ ở đây là không còn lần nào mà mình dạy nhau nữa đâu ha. Cô không dạy cho em được nữa. Nói chung là vậy đó, chuyện gia đình của cô là tùm lum tà lá hết rồi. Hay là bây giờ mình bỏ đi được không? Gì vậy ông nội? Trời đất ơi, tỉnh lên. Thì mình đi một nơi thật xa rồi mình cô học. Đẹp chứ cô có khủng. Thì mình đi một nơi thật xa rồi mình học đàn được không? Được. Cô đi lấy chồng. Nãy giờ người ta đang nói chuyện đàng hoàng nhưng mà nó chơi thì dưng đùng 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 cái mình. Ừ thì giờ nói thiệt nè, nhưng mà nói chung là thì cô góp ý gì đó, mai mốt mình có học đàn, dù là học đàn tư nhân, học đàn cá nhân hay là học đàn trung tâm thì mình cũng nên nghiêm túc lại tí. Biết là em hơi khùng khùng nhưng mà trời, bữa giờ vẫn nghiêm túc bình thường, bây giờ mình cũng đừng có đi được không, bây giờ nghĩ sao giờ đi. Nghiêm túc chỗ nào, nghĩ sao? Mặt em chưa bao giờ nghiêm túc với cô luôn, em cho anh cô rất nhiều ha. Nói thiệt là bữa cuối này cô trốn mẹ là để cô muốn chửi vô mặt em thôi. Em mai mốt là em học đàn em hèn hèn giùm cô một tí rồi người ta dạy cho em. Cô là cô rất có tâm, cô chưa bao giờ giận em luôn, nhưng cô mới nói thiệt lòng là vậy. Tao trốn mày, tao chửi vô mặt mày vậy thôi. Chẳng lẽ ngày cuối rồi mà còn nói chuyện vậy còn nói được luôn hả? Được chứ em, cái gì mà không nói được. Thiệt tình là cô cũng tức trong mình lắm rồi, cho nên là cô nói là hôm nay là giống như lần cuối cùng mình gặp mặt, chắc là như vậy luôn. Mà nói mốt cô không có rảnh đâu mà lịch nữa. Là mình học đàn ai thì mình cũng nên nghiêm túc, mình nên hiền từ và mình nên bớt phá lệ tí. Tao nói cho anh mà cho anh cô giáo một cách sắc mặt luôn. Tao nói là về nhà là cô tức trong mình, mà mai là má cô giáo dục cô là phải biết thương người và tự bi, chứ không là cô chửi vô mặt em lâu rồi, cô nói thiệt luôn vậy đó. Trời, cô nghĩ sao mà cô lại không nói như vậy. Từ bị yêu thương nữa. Trời ơi, nghĩ cô sao mình nói như vậy mà cũng nói được nữa. Đã giờ á, mẹ nói là con đi vô nhà sao con cứ đứng nè, con nói chuyện mà sao con biết giờ này là mấy giờ rồi không? Đi vô nhà. Có đi nữa. Nãy giờ nói rồi, nãy giờ con nói rồi, mẹ cho con cơ hội nói rồi. Giờ này là khuyên rồi, còn cậu nữa đi về đi. Mấy đây con vợ không đi vô nhà. Còn cậu nữa. Tôi nói cậu biết bao nhiêu lần rồi. Cậu không được ấy gần con gái tôi. Tại con gái tôi sắp xếp những công việc nó ở quê, nó về quê nó lấy chồng. Cậu đừng có gần nó. Dạ, ý là con không có con nhân nhị gì hết á. Học đàn chứ không có vấn đề gì hết á. Không có học đàn học gì hết. Tôi sắp xếp cái chỗ cho con gái tôi có một nơi một chốn rồi, chọn hết rồi. Có kêu ghéo gì nó làm gì nữa. Ý là giờ về quê làm gì á cô? Ý là con hỏi cho biết thôi, ý là con. Cậu không có cần hỏi hết. Giờ cậu ở đâu? Quê cậu ở đâu? Cậu làm nghề gì? Dạ, ý là con ở ngoài miền Trung vô. Cậu vô đây cô làm gì? Dạ, ý là con đi chạy Grab. Thì học từ bữa giờ là được rồi, còn con tôi sắp xếp cho nó đâu ra đó hết rồi. Ý giờ nó đang không đang có đang biết gì hết á. Nó vui vẻ về sau thì nhưng bắt về quê sớm. Cái đó là chuyện của gia đình tôi, cậu không cần biết làm gì. Không có thì nhưng cậu đi về ngay, giờ này là khuya rồi. Tôi không nói chuyện với cậu nhiều nữa. Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có tìm kiếm con gái tôi nữa. Ý là cô cho con hỏi xíu thôi, cô đứng đây cho con hỏi xíu. Hỏi gì nữa đây? Con hỏi chút việc thôi. Tự nhiên sao đột ngột có việc cô về vậy? Ý là con biết là bây giờ thì cái chuyện đó chuyện gia đình tôi đã sắp xếp cho nó một nơi một chốn rồi.
Dạ thì biết rồi, con biết rồi, con muốn hỏi cho nó con biết để con về cho nó thanh thản thôi chứ không có vấn đề gì à, hết. À cậu muốn biết phải không? Dạ. Tôi sắp xếp cho nó một nơi một chốn để lấy chồng. Một nơi đó nó cho nó yên bề gia thất. Ý là đang sống trên này vui. Không có vui biết về đó còn vui hơn. Con tôi có chỗ dựa. Chưa tới tuổi lấy chồng. Tới rồi, tôi sắp xếp rồi, tôi là mai làm mối cho nó một nơi ngon lành rồi. Làm cha làm mẹ người nào người ta cũng vậy, muốn cho con cái mình yên bề gia thất, một cái nơi cái chốn để an tâm gửi gắm cả đời. Xin bữa trước con có hỏi với cô Vi là cô kêu là đâu có muốn lấy chồng tuổi này đâu. Nhưng mà bây giờ tôi kêu nó muốn. Đó là chuyện của gia đình tôi đã sắp xếp hết rồi. Thanh xuân con gái nó có một lần thôi. Ý là tụi con cũng chỉ là bạn bè thôi. Chứ... thì bạn bè giờ đến lúc nó phải lấy chồng. Nó là con gái, còn cậu là thanh niên. Con gái tôi thì có một thời thanh xuân thôi. Thời thanh xuân bây giờ thì cậu lo thân cậu đi. Còn con tôi thì tôi cũng đã lo cho nó rồi. Cậu đừng có tìm kiếm nó làm gì nữa. Dạ, nãy con... giờ tôi nói tiếng Việt cậu hiểu chưa, cậu nghe chưa? Cậu đi về giùm tôi đi. Cậu đừng có tìm kiếm nó nữa làm gì. Đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Cậu cứ đứng ở đây nó chạy vô chạy ra hoài. Làm sao mà tôi chịu được. Chòm xóm nè, ngoài đường nè, người ta nhìn vô người ta cười gia đình tôi rồi sao? Con gái con lứa gì giờ này khuya rồi mà còn đứng nói chuyện với trai là sao? Ý là có tôi gì đâu, có ý là cái đó. Này nó trong sáng mà cô. Không có trong sáng trong gì hết, tôi đã quyết rồi, nó chuẩn bị nó về quê sắp xếp hết rồi. Cậu đi về ngay đi. Tôi đã nói hết lời với cậu rồi, cậu hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy cậu đi đi. Dạ con chào cô. Dạ cô vô đi, cô không có gì, con vô. Cậu đừng làm phiền tới gia đình tôi nữa nha. Dạ nói con xin lỗi cô nha. Moments later. Alo. Ủa, hello. Đâu rồi? Về rồi chứ đâu nữa. Trời, thiệt tình luôn á, là cô nói như nè, hồi nãy cô nói giỡn giỡn là cô chửi đừng giận nha, kiểu cô định giỡn chút xíu cho vui, ai gì cô bị bắt vô. Biết rồi, ý là mẹ cô dữ quá hả? Trời ơi, cô cũng sợ đi, nãy giờ cô run người hết, cô giải thích cho mẹ một buổi trời luôn á. Trời ơi, tại vậy đó. Nãy giờ qua cái toàn bị chuyện khôi lắm, bây giờ sao tiện đi ra được hay vậy? Trời ơi, thì tôi giải thích một buổi trời luôn, cô nói rõ ràng. Cô giải thích cho mẹ cô từng chi tiết một, rằng là cô không có phải là cái gì của em hết, mẹ cô mới tin đó. Xong rồi cái, thì nói chung là ra định gặp em để cô nãy tưởng đâu là mẹ cô vào rồi, định là đứng nói chuyện xàm xàm giỡn với em tí cho vui. Ai gì mới giỡn không chưa nói được câu nào nghiêm túc thì mẹ cô bắt cô vô rồi. Đó. Trời ơi, nãy giờ bị em té tát, giờ mới về, mới với không ấy chạy về đến nhà cái. Trời ơi, cô cũng xin lỗi nha, cô không có nghĩ là mẹ cô dữ vậy luôn á. Bình thường mẹ cô rất là hiền, mẹ cô rất là dễ thương nha. Thì như cô nói cho tại mặt em kém uy tín, mẹ cô sợ nguy hiểm á. Trời ơi, vì sao vậy? Chắc là do đèn hả? Đèn nó chiếu xuống hả? Cô cũng không biết đèn được. Đèn chiếu xuống nó thấy nó đỏ đen đen như vậy đó đúng không? Trời ơi, ai làm gì đâu nguy hiểm trời. Thôi được rồi, bây giờ cô thôi. Bây giờ cô về nhà chưa? Chưa, cô còn đang đứng ở ngoài. Trời, đi ra làm gì vậy? Hả?
hả? Tính ra kiếm em để cô cũng như cô thay mặt cô xin lỗi. Cô không nghĩ là em bị chửi té tát vậy. Thôi 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 đi vô cho nó đi vô khi con nói chuyện cái gì nói chuyện kiếm cho cái kính rồi đi nói chuyện chứ đừng nói kiểu đó tí ra bị bắt chửi nữa đó. Vô đi. Trời ơi, kính mới bị chửi đâu già. Rồi rồi thôi thôi vô giờ về cho rồi. Ừ thôi tắt nha, cô đi ngủ. Ừ, rồi, quá rồi. Mệt quá, sáng giờ mệt quá trời rồi. Rồi. Tắt nha. Rồi.